Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad ở cái map Irango này và tiếp tục là khu cảng Gelgobon đây. Một khu vực mà chưa bao giờ là hết hot cả. Kể cả là từ đầu mùa hay là cuối mùa thì cũng không bao giờ hết hot anh em ạ. Luôn luôn là đông người. Thì trận này thì cũng không ngoại lệ anh em ơi. Thì vừa lúc nãy mình nhảy xuống thì mình thấy khá là đông. Một thanh niên thì đã bị mình gọi là vã rồi, không có súng mà nhảy muộn thì tôi xác định luôn bạn ê. Đây đây còn đang giã nhau đây. Đây là có cây M16 đây rồi. Cây này ngon hơn anh ạ. À, chạy sang. Chạy rất là nhiều. Đây đây có thằng ở gần mình này. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu bác tài? Đi đâu bác tài? Ui rồi. Một pha gọi là táp mà hơi ngu người. Gần cả băng mới chết ở đâu? Cả băng mới chết được nó anh em ạ. Có thằng vào đến gần mình rồi. Đây rồi. Ui rồi, trên đầu luôn. Leo trèo kinh thế anh trai. Leo trèo kinh thế anh trai. Còn một thằng nữa, còn một tên nữa. Đây rồi. Ui, thôi. Thôi phanh anh ơi. Bình tĩnh anh ơi. Vãi đái còn cho cái anh em ạ. Mình hết đạn. Khổ vãi. Thằng này vẫn còn cầm chảo chạy lông nhông này. Vẫn còn đang nhảy, mình hết đạn rồi, chỉ còn 17 viên thôi. Mình ra mình gặp thanh niên này để lấy đạn đã. Chạy đâu cưng. Chạy này. Đây rồi. Cầm chảo. Ui rồi ôi. Tại sao lại bắn cái phở lẹ. Cái mông. Cái mông ngon thế. Cái mông ngon thế. Nhưng mà thanh niên này phá phở lẹ rồi anh em ạ. Đậu xanh. Gọi là mình táp nhanh thêm một tí nữa thôi là thanh niên này mất lớn luôn. Cướp luôn được cái flare gun của thanh niên đấy. Vẫn chưa hết anh em ạ. Ui, giải đồ à. Giải đồ thì mình cũng không tha đâu bạn. Bây giờ là mình đang đi solo squad. Nên là không có chuyện tha đâu. Không có đồ ăn dài à. Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Đấy. Đây này, flare gun của thanh niên này phá mất rồi. Hơi phí anh em ạ, đấy. Có thằng chạy ra này. Sao? Chạy ra này. Nghe chạy kiểu gì mà không nghe tiếng súng. Đây này có một thằng nên chạy này. Việt Nam này. Bin này. Bọn này chạy như kiểu ngáo nhở. Như kiểu là khu cảng của nhà nó mua bản mua gọi là mua sổ đỏ vậy. Chạy như thật. Chạy như thế này thì thôi, khác gì bảo à. Anh ơi em tới đây anh chiếm đi em đi. Trời ơi chiếm luôn chứ còn gì nữa. Vẫn còn anh em ạ, không thể nào mà hết trong cái khu cảng này được. Rất đông và hung hãn luôn chứ không phải là vừa. Đây là thằng... đủ. Cái gì đây? Sọt. Ôi bố ơi. Bố bắn cái gì vậy? Bố cầm sọt can mà bố bắn từ đầu bên kia. Khoảng cách phải đến hơn 100 mét lận bắn thằng này. Ui. Bố bắn như thế thì thôi. Bố xác định rồi. Ý hí. Có cả ca kích các thứ này. Ui. Còn đông thế nhở? Gần mình rồi. Nó vào gần mình rồi anh em ạ. Đây này, sau mấy cái thùng xanh thì thôi. Nào. Ui. Chạy ra đây. Trái phải đều có luôn anh em. Đằng sau có tiếng. Đủ. Đủ con chuột chù. Đủ con chuột chù. Chỉ là một con boss thôi anh em. Bây giờ thì phải xử lý cái bài toán là hai thanh niên này đang luây nhuây ở trong mấy cái thùng. Bắn nè. Hello mấy anh dai. Đâu rồi mấy anh dai trốn đâu căng thế nhở. Căng như dây đàn vậy. Hello. Hello bác tài. Ui. Thôi. Cái đậu xanh. Mẹ nó. Đủ. Mẹ nó chứ. Này thì khèo này. Còn một thằng bạn nữa. Từ bơm máu đã. Mẹ chứ. Đang gọi là đang mèo vẩn chuột mấy hai cái con chuột này tự nhiên. Thằng kia nó khèo. Đi ra đây. Trời ơi, sắp trượt là bạn chết rồi. Trượt là bạn chết rồi. Không có bao giờ có chuyện sống được có cái tay Ninh ATM đâu. Mà bốn này đổi luôn. X6, X7 cứ phải gọi là mượt. Ngon rồi. Thêm tí máu. Thế là vậy như là hai thằng này vẫn nốc. Vậy là mấy ông thần của team nó vẫn còn anh em ạ. Chắc là cái thanh niên vừa bắn mình ở đầu bên kia đấy. Mình sẽ đi lần nó luôn. Gọi là hoa thơm mà ta phải đánh cả cụm, cả gốc, cả rễ luôn. Không phải nói nhiều. Để mình đi thôi, đi tìm chúng nó.
tìm mình vòng từ gọi là đầu bên kia sang đầu bên này. Á đủ, đầy rồi. Hello. À, cái kìa mình thấy ở thùng đỏ kìa. Từ bây giờ thì đẩy sang. Chỉ ngó thử ngó qua qua thì mới lại dám đẩy sang anh em ạ. Chứ không đẩy ngu là chết ngay. Tặng cho bạn trái bom cho ù tai này. Đang gọi là thơm nhau bên này này. Ù tai này. Ù tai này. Ù tai chưa? Tại cậu công vẫn bắn này càng thế nhở, càng như dây đàn vậy. Ui, bị nốc này. What the hại. Thơm vãi anh em ạ. Đậu xanh. Còn một tiếng nữa. Còn một tiếng nữa. Hai thằng em bị nốc, mình nốc một thằng rồi. Thanh niên kia cố tình bò vào để coi như là gọi là à, bọn này là có khi là người yêu đấy các cậu ạ. Đậu xanh. Người yêu đấy. Thế là chết là phải chết cùng một chỗ. Nhất quyết là phải như vậy. Còn trước mặt mình có một thằng. Mình nghe tiếng chân rồi. Bạn không thoát được đâu con trai. À đâu. Mày không thoát được đâu con trai à. To be con tỷ điêu. Chích liều cho nó phê pha đã. Tiếng ở hơi gần rồi. Thế này chơi nhây thế nhở. Sợ rồi. Mình cảm thấy hơi sợ rồi đấy. Đây mình đi tìm bạn luôn này. Cho được việc này. Gọi anh em xem cái phim cái gì nhở. Transformer đấy. Cái đoạn cái gì nhở. Các bạn không phải tìm tới mình đâu, mình sẽ đi tìm các bạn đấy. Cái đoạn cuối gọi là kết thúc mở đấy. Mình vẫn nhớ anh em ạ. Bây giờ thì mình nói chung là thôi nói vậy thôi chứ mình chùn rồi. Anh em ngồi đâu chết đấy. Thôi mình đi thôi. Đây có tiếng bắn nữa này. Té luôn anh em ạ. Không thể này ở lại khu cảng được. Cái tầm đấy đang nhiều kill mà ở lại chỉ còn một thằng thôi. Nó ngồi. Cái đoạn đấy đáng ra là mình cũng đi tìm đấy. Nhưng mà mình chạy thêm khoảng tầm hai cái vòng quanh cái khu đấy mà không thấy nó luôn. Này thì bắn này. Ăn boss này. Con boss. Con boss. Ui con boss này trâu thế. Bò nhanh thế. What the fuck. Ui con. Thôi xong con boss rồi. Ui con boss. Ui bốc mẹ. Ui nó bò ra biển luôn anh em ạ. Vai thật phí con boss thế. Đấy là có một team. Có một thằng ở trên đồi này. Từ từ mình để lên mình giết cái team này đã. Gọi là làm nhanh cho được việc anh em ạ. Không thể để lâu. À nghe tiếng chân rồi này. Nghe chân rồi này. Nào. Chạy lên đây. Chạy lên đây. Trời ơi nó để dễ quá cơ. Ui còn một thanh niên ở trên đồi nữa. Nào hóa ra. Xem là đạn bạn nhanh hay là đạn mình nhanh. Ca của mình nó nhanh lắm. Bây giờ mình vẩy sniper. Nó cứ phải gọi là tạm tạm rồi. Nó không còn ngu ngơ nữa đâu. Mình sẽ chứng minh cho anh em xem cái trình độ vẩy sniper của mình. Đấy, từ mình đẩy lên. Thanh niên này đã lúc sau cái tí nữa mình sẽ gọi là thể hiện trình độ sniper. Đấy. Đẩy lên này, âm thầm đẩy lên là hốt được thanh niên này này. Hello bác Tài. Bác Tài còn ở đó không vợ? Im thế nhở, không nghe tiếng chân anh em ạ. À, ui dồi, đang chạy giữa đồng kìa. Ui. Bác Tài chạy này. Còn một bác Tài nữa, ui dồi. Bác Tài chạy này. Ui, làm sao mà kịp bắn. Làm sao mà kịp bắn được. Trời ạ. Thế này. Thì chết. Đấy. Nó cứ phải gọi là dễ anh em ạ. Này thì bò này. À đủ. Cái gì đây? Thôi. Cảm thế à ha. Nào. Một viên. Úi giời ôi. Đó, mình vừa gọi là trình diễn khả năng vẩy sniper. Wow. Hai pha vẩy cứ phải gọi là đi vào lịch sử. Gọi là nước nhà luôn. Trời ơi, nó lại xịn vãi nổi anh em ạ. Nó đủ. Con này vẩy toàn trượt nhỉ? Góc lác à? Rõ ràng ngắm trúng người mà ta. Bò rồi. Đâu rồi, thanh niên này bò đâu rồi? Bò này. What the fuck. Ui giời ơi. Gọi là lúc mà chưa nó chưa lốc thì vẩy cứ gọi là như vẩy rau. Sau khi nó lốc rồi thì vẩy ngu người. Không thể nào mà đỡ đổi anh em ạ. Rồi thanh niên kia thì bay mạng rồi. Làm thêm gọi là gạt giò thanh niên này nữa cho được việc. Bây giờ thì ô thứ hai thằng này mỗi thằng một team.
Mình bắn 4 thằng ở ha. Bây giờ mình xuống mình nút đồ rồi mình đi tiếp nha anh em. Đi săn người tiếp anh em ạ. Không, úi, trách cái gì đấy ạ. Thôi, không em không bảo đi săn người nữa. Em bảo là đi trốn được chưa? Vừa mới gáy nhẹ một cái thôi. Á đủ, sao mình có xe. Có tiếng luôn mình nghe rồi. À. Á đủ sấy. Sấy vào xe á. Mình vào nhà rồi. À, vào cửa rồi này. Nào, mở cửa ra. Á đủ, mở cửa thật. Mở cửa này. Úi giời ơi, mình sấy trước. Á hả, còn cầm bom. Cầm bom quăng ai. Á hả. Này còn mình chiến thuật cả rồi. Ui, thính đồi gần này. Hello bác tài. Á đủ. Á, có thằng định táp. Táp ai vậy? Ôi chết, bấm nhầm, bấm nhầm. Táp ai vậy anh trai? Căng thế nhở. Á đủ, á đủ. Ui, vẫn còn anh em ơi. Đậu xanh luôn, đậu xanh bạn luôn. Mình cứ mình thấy bắc kỳ mình chủ quan anh em ạ. À, á, đập cỏ. Đập cỏ này. Bạn nghĩ bạn tàng hình á. Mắt của mình cứ phải gọi là mắt nhiều con mẹ nó hâu luôn. Gặp mình chỉ có tắt điện thôi, làm đâu mà mình chả thấy. Thoát làm hao được. Ui, tiếng bắn này. Bắn căng thế nhở. Bàn căng anh em ạ. Mấy gọi là bác tài này ghê lắm. Không thể nào mà đú được. Như vậy là ở đây có con xe bác ghi. Mà đi tận 3 người. Ui, bọn này chở nhau ghê đấy. Gọi là cũng có tí kỹ năng gọi là chạy xe. chạy xe đấy. Phải cướp nhở. Được thực sự anh em ạ. Bác ghi đèo ba vào đây luôn. Quả đấy mình chủ quan. Tí nữa thì hẹo. Có xe tại chạy tới gần. À, chỉ là một. À, dừng rồi, áp vào khu nhà. À, đủ, được rồi, mình công luôn anh em ơi. Chạy vào nhà rồi, vào nhà rồi. Vào nhà rồi. Nào, bước ra. Bước ra cửa này. Ôi trời trời ơi, đóng cửa, đóng cửa. Ý à, tí bạn đen rồi. Bạn nào. Bạn đen rồi. Ây da. Anh em thấy cái tác dụng của nhanh tay không? Tay nhanh hơn não. Pha đó là mình tay nhanh hơn não đâu á. Mình biết là mình hết đạn, mình ra cửa phát mình đóng cửa luôn. Chứ nếu như là trường hợp khác mà chỉ cần không đóng cửa là thanh niên này nào ra ngay. Là mình chết ngay. Nhưng mà có một nhịp mở cửa là mình thay đạn xong. Đấy, nó cứ phải gọi là EQ anh em ạ. Đi luôn nha. Nói đi chứ thật ra không thể đi nổi anh em ạ. Tại vì cái khu vực này nó ở trong bo. Nó bo lãy giờ luôn. Mình ngồi trong khu vực này khoảng được vòng bo trước rồi mà nó vẫn ở trong này, nên là tầm này mình đang nhiều kill mà lại còn tầm cuối trận nên là mình không đi săn được. Bo này mà đi săn thì thôi chết đấy. Ngắm nghía cái gì ở đây? Ok, bác này vẫn ngồi đây ngắm nghía. Thôi được rồi, tầm này là khéo là đi hợp lý này, tầm này đi là hợp lý rồi. Mình rút lại cái lời nói hồi nãy, mình sẽ phải đi tìm người đi nhà anh em. Không được, phải vào trong vòng bo sau. Ra lấy xe và té thôi. Bò thù thêm nháy nữa rồi. Không thể nào mà đỡ được. À, có cái rồi, mình thấy rồi. À, sau hòn đá kìa. Đây, mình dừng ở đây. Xử lý được thằng sau hòn đá là mình ăn quả này lại. Còn ba cháu nữa. Như vậy là một team à. Đây rồi, hòn đá đây rồi. Hòn đá ở đây rồi. Hòn đá ở đây rồi. Ôi. Máu châu. Táp ở đâu vậy? Thôi rồi còn mình đẩy lên. Ui. Ở đâu vậy? Máu thanh niên là châu dã man anh em ạ. Mình xấy quả đấy gần hết một băng mà nó tué như kiểu là đến tháng mà nó không chết. Công luôn bọn này đã. Như vậy là còn 2 team rồi. Còn 2 team. Á, à, mặc đồ cỏ này. Đồ cỏ này đang cứu đồng đội này. Wow, được thực sự anh em ơi. Còn một cháu nữa thôi. Top 1 cận kề. 27 kill ngọt như đường luôn. Cháu này vừa đây rồi, thấy rồi nhé. Nào bây giờ thò lên xem là ca của mình nhanh hơn hay là súng của bạn sẽ nhanh hơn. Thò lên. Úi giời ơi, xịt rồi. Lần nữa. Ui. Quả đấy mà không vào đầu thì vô lý thực sự anh em ạ. À, thế nên ngoài bò. À, chạy. Nhảy nhót. Nào, nhảy nhót. Úi giời ơi. À, úi giời, lăng ba vì bộ công vinh công phượng. Ý. À,
bây giờ đang yếu lắm rồi. Ăn một viên cam với 2-3 viên rồi. Nào chạy đi. Á, à, làm sau gốc cây này. Làm sau gốc cây này. Này thì khèo tui này. Quá dễ anh em ạ. Đây là cái trận mình thì mới danh bạch kim thôi. Nhưng mà danh bạch kim đầu mùa mà. Nên là rất nhiều team bắn tốt các thứ. Nói chung là danh đầu mùa thì không quan trọng đâu anh em. Tầm này thì mình gặp gọi là kim cương cao thủ là bình thường á. Đấy, nó lại gọi là kim gì. Vậy là mình cũng đã hoàn thành xong một trận đấu top 1. Mang đem đến cho anh em một clip với 27 kill. Anh em nào thấy hay thì đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ cái clip để giúp mình, để giúp mình hoàn thiện kênh nha. Và cả 6 nào. Cảm ơn mọi người và hẹn là những mọi người những clip tiếp theo. Bye bye.